Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới sáng thứ Tư ngày 9 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Ngay sau đây là những nội dung nổi bật có trong chương trình Thông tin ngày mới hôm nay. Bế mạc kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 9, 9 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực được thông qua với tỷ lệ thống nhất cao. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày 27 tháng 12 hàng năm. Đây là nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất. Đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội cho người cao tuổi. Lễ trao giải Nobel diễn ra theo hình thức mới. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị, sau 2 ngày làm việc, chiều qua kỳ họp thứ 20, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 chính thức bế mạc. Tại phiên làm việc chiều qua, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết trên các lĩnh vực khác nhau với tỷ lệ thống nhất cao. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam Phan Việt Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh chủ tọa kỳ họp. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thành. Đầu phiên họp chiều qua, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường trình bày tờ trình đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh. 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có mặt đã thống nhất bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh thôi giữ chức danh Trưởng ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9. Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường trình bày tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 để Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức danh Trưởng ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9. Kết quả 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có mặt đã thống nhất bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Mạnh Hà giữ chức danh Trưởng ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh đã trình bày dự thảo và các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua 9 nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2021, về dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2021, về danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021, dự thảo nghị quyết kinh phí hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2021, dự thảo nghị quyết về xử lý kết quả rà soát nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nghị quyết về kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và 9 nghị quyết trên các lĩnh vực khác với tỷ lệ thống nhất cao. Yêu cầu phát triển trong chặng đường sắp đến và những khó khăn thách thức đang đặt ra, trách nhiệm hết sức nặng nề, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban tỉnh, chính quyền địa phương các cấp, các ngành và thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chủ trương, cơ chế, chính sách đã được cụ thể hóa và đưa nhanh nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 22 và nghị quyết số 03 ngày 4 tháng 12 2020 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 đi vào cuộc sống. Kính thưa các đại biểu, kỳ họp lần thứ 20 diễn ra vào thời điểm rất quan trọng là kỳ họp thường lệ cuối cùng của nhiệm kỳ 2016-2021. Chúng ta tổ chức thành công hết sức tốt đẹp đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 22, tiếp tục lập thành tích xuất sắc chào mừng đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Trong không khí phấn khởi, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, chúng ta tin tưởng rằng với quyết tâm sẽ hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 để đưa Quảng Nam ngày càng phát triển bền vững. Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng, nhiều vấn đề nóng trên lĩnh vực tài nguyên môi trường, xử lý rác thải, phát triển thủy điện và chuyển đổi cây trồng miền núi được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh chủ tọa kỳ họp. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh. Đầu phiên họp sáng qua, thư ký kỳ họp báo cáo tổng kết kết quả thảo luận ở các tổ tại buổi thảo luận chiều qua. Tiếp đó, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường, kết hợp chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều nội dung được đại biểu quan tâm thảo luận như cần đầu tư nguồn lực để các huyện miền núi khắc phục hư hại các công trình hạ tầng thiết yếu. Đại biểu huyện Tây Giang bức xúc về việc dự án thủy điện Trà Hy khởi công xây dựng từ năm 2008 đến nay vẫn chưa phát điện. Dự án thủy điện Trà Hy đã được đầu tư khởi công từ năm 2008 đến nay vẫn chưa phát điện. Công suất 30 mê, tổng diện tích lòng hồ và các công trình là 92 cây số vuông. Thì hiện nay là đã hoàn thành giai đoạn 1, tức là ông mới kéo được cái tuyến đường dây 110 kV là 14 cây từ Asan từ Trahi đi trung tâm Xà Lan. Nhưng bây giờ còn lại giai đoạn 1 khoảng 9 km đường dây từ trung tâm Xà Lan đấu nối với nhà máy thủy điện Giờ Hùng. Thế thì bây giờ là đã hơn 11 năm cái dự án thủy điện này, báo cáo ông chí là đến giờ này vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đại biểu cho rằng Hội đồng nhân dân tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ các địa phương đầu tư hạ tầng thiết yếu để nâng chuẩn các thị trấn mới thành lập, cần sớm thành lập quỹ phục hồi môi trường. Đại biểu huyện Quế Sơn phản ánh nhiều bất cập xung quanh vấn đề thủ tục đất đai và việc chợ Bà Rén đầu tư hơn 60 tỷ đồng và hết thời hạn thi công hơn 1 năm vẫn chưa nghiệm thu, chưa được đưa vào sử dụng. Cũng tại phiên sáng qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh đã phát biểu tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc không đạt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó có hai chỉ tiêu quan trọng là tốc độ tăng trưởng GDP và thu ngân sách. Trong đó có nguyên nhân chủ yếu như tác động của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, cơ chế chính sách trong quá trình hội nhập, thị trường trong nước và quốc tế chưa hồi phục. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo điều chỉnh chi tiêu, kể cả đầu tư công và chi thường xuyên, theo hướng triệt để tiết kiệm. Nhờ đó, dù tình hình khó khăn, nhưng Quảng Nam vẫn đảm bảo cân đối được ngân sách, nguồn thu có thể tăng để giảm hụt thu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cũng giải trình các vấn đề đại biểu yêu cầu, trong đó có vấn đề tái thiết kinh tế xã hội, khu vực miền núi sau hậu quả nặng nề của thiên tai là vấn đề cấp bách trong thời gian đến. Chính cái việc sạt lở ở khu vực miền núi như thế này nó lại đặt ra một vấn đề, đó là phát triển bền vững khu vực miền núi như thế nào. Nhiều vấn đề phải tư duy lại, nhiều vấn đề phải quan điểm phát triển khác. Nên sau cái đợt thiên tai này, nó vừa là thiệt hại, vừa là thách thức, nhưng cũng vừa là cơ hội để chúng ta nhận diện lại cái sự phát triển bền vững của khu vực miền núi. Là trong cái kế hoạch đầu tư công của giai đoạn 21-25 tới đây, quan điểm của Ủy ban dân tỉnh là phải tập trung khắc phục các cái công trình hạ tầng sản xuất mà bị thiệt hại qua cái đợt thiên tai vừa rồi, nhất là khu vực miền núi. Chúng tôi rất là mong các vị đại biểu Hội đồng dân ưu tiên cho cái việc khắc phục thiên tai cái đã. Còn cái việc đầu tư các cái công trình mà trước đây á, Hội đồng dân tỉnh đã thông qua cái chủ trương đầu tư rồi, báo cáo với các vị là lúc đấy chưa xuất hiện thiên tai. Bây giờ khi thiên tai xuất hiện, chúng ta phải ứng phó ngay với cái tình hình nó đặt ra. Phải ưu tiên khắc phục cho thiên tai trước. Những công trình nào chưa bức thiết, chưa cấp thiết, có thể dời chậm lại đầu tư vào những năm sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cũng phân tích, làm rõ những vấn đề nóng như quy hoạch phát triển đô thị, tài nguyên môi trường, việc đà soát quy hoạch các khu xử lý rác trên toàn tỉnh và những nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai. Cái việc chuyển cái văn phòng đăng ký đất đai từ cấp tỉnh về cấp huyện, báo cáo này chứ không thực hiện được. Và nó cũng không giống như trung tâm phát triển quỹ đất. Trung tâm phát triển quỹ đất trước đây là nhập lên trên tỉnh, chúng ta thấy bất cập, chúng ta kiến nghị. Và sau trung ương có một văn bản chỉ đạo thống nhất là bàn giao trung tâm phát triển quỹ đất từ tỉnh về địa phương thì chúng ta thực hiện theo trung ương. Bây giờ văn phòng đăng ký đất đai chúng ta thực hiện một cấp, không có việc là bàn giao. Vấn đề làm thế nào đó điều hòa để cho lực lượng nó đảm bảo. Về rác thải thì hiện nay tỉnh đang tập trung quy hoạch lại các cái khu rác thải tập trung trên địa bàn và đã đấu thầu chọn đơn vị tư vấn, đã chọn đơn vị đầu tư ở khu vực bãi rác Đại Hiệp. Đất đang lập quy hoạch và sẽ tiến hành kêu gọi đầu tư để chọn nhà đầu tư ở tại khu xử lý rác của Tam Nghĩa, phục hồi cái khu xử lý rác Tam Xuân và tiếp tục kêu gọi đầu tư vào cái khu của khu vực Quế Cường, Quế Sơn. Bên cạnh đó là các huyện vẫn phải chủ động
đầu tư các cái khu xử lý rác thải quy mô nhỏ ở trên địa bàn của huyện mình như cái nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành. Sáng qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Thái Bình có buổi tiếp công dân định kỳ của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giải quyết một số khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai. Công dân Trương Quang Hợp và vợ là Nguyễn Thị Ngọc An trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có đơn khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai. Cụ thể, năm 2008, Ủy ban dân xã Điện Hòa xây dựng dự án khu dân cư D66, xã thỏa thuận với vợ chồng ông Hược đổi đất của gia đình để mở đường vào khu dân cư. Vợ chồng ông đồng ý bàn giao đất cho Ủy ban dân xã với diện tích 90m2. Đổi lại, xã sẽ cấp cho gia đình ông một lô đất diện tích hơn 200m2. Sau khi làm đường bê tông và hoàn thành dự án khu dân cư, vợ chồng ông Hược cho biết đã nhiều lần làm việc với xã Điện Hòa và thị xã Điện Bàn để đổi lại đất nhưng không được giải quyết. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Thái Bình nhận định, thỏa thuận hoán đổi đất giữa Ủy ban dân xã Điện Hòa với gia đình ông Trương Quang Hược là không đúng quy định. Ủy ban dân xã Điện Hòa đã sai cả về mục đích, thẩm quyền lẫn nội dung. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ chuyển đơn khiếu nại đến thị xã Điện Bàn và yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân thị xã chỉ đạo giải quyết cho công dân dưới sự giám sát kiểm tra của các cơ quan chức năng. Yêu cầu Điện Bàn trả lời cho công dân trước ngày 15 tháng 1 và báo cáo kết quả về đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Sáng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận 2 tỷ đồng từ Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Dự buổi tiếp nhận có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang. Tại buổi tiếp nhận, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel gửi lời chia sẻ đến những khó khăn mà Quảng Nam gánh chịu do ảnh hưởng các đợt thiên tai bão lũ vừa qua, đồng thời trao tặng 2 tỷ đồng từ nguồn quỹ đóng góp của cán bộ, nhân viên và câu lạc bộ bóng đá thuộc tập đoàn. Thông qua hỗ trợ, tập đoàn mong muốn chung tay cùng chính quyền Quảng Nam kịp thời khắc phục những hậu quả do thiên tai bão lũ gây ra cho bà con, đặc biệt là khu vực miền núi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm kịp thời của tập đoàn, đồng thời cho biết cùng với những nguồn lực khác, Quảng Nam sẽ nhanh chóng hỗ trợ bà con dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn trong thời gian đến, mặt trận các cấp tiếp tục làm tròn vai trò cầu nối, giúp chính quyền Quảng Nam thực hiện tốt công tác tiếp nhận hỗ trợ và chăm lo đời sống cho nhân dân vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Chuyển sang các tin tức quan trọng trong nước. Ngày 7 tháng 12, tại phiên họp toàn thể, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua bằng đồng thuận nghị quyết thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày 27 tháng 12 hàng năm. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực này, cũng là nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thông qua thành công tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây thiệt hại về người và các tác động chưa từng có tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia, đề xuất của Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Các nước Canada, Niger, Senegal, Saint Vincent and Grenadines và Tây Ban Nha đã tham gia đồng tác giả với Việt Nam và 107 nước khác tại tất cả các khu vực đã tham gia đồng bảo trợ nghị quyết. Nội dung của nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và giải pháp đa phương ở cả 4 cấp độ, cá nhân, cộng đồng, quốc gia và quốc tế trong việc phòng chống dịch bệnh. Theo ông Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định, nghị quyết được thông qua có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Việt Nam. Liên Hợp Quốc đã thông qua nhiều nghị quyết về những cái ngày mà liên quan đến y tế dự phòng và bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Thế nhưng đây là cái nghị quyết đầu tiên về ngày quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh. Còn đối với Việt Nam chúng ta thì đây là nghị quyết đầu tiên mà Việt Nam đưa ra sáng kiến, Việt Nam chủ trì xây dựng dự thảo, chủ trì quá trình đàm phán dự thảo và vận động để đưa ra đại hội đồng thông qua hôm nay với cái số nước mà đồng bảo trợ rất là cao, hơn 100 nước và được thông qua bằng hình thức là đồng thuận, có ý nghĩa rất lớn. Nghị quyết cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, các tổ chức trong hệ thống của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực khác, khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các cá nhân và các thành phần liên quan khác kỷ niệm Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh hàng năm nhằm tăng cường nhận thức về phòng chống dịch bệnh, từ đó có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn về vấn đề này ở tất cả các cấp. Để kích cầu phục hồi ngành du lịch, Đà Nẵng không chỉ huy động nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp mà còn kêu gọi sự chung tay của người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Đó cũng là mục tiêu của cuộc thi Vlog for Đà Nẵng dành cho học sinh trung học phổ thông vừa được khởi động sáng qua. Cụ thể, học sinh các trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng được khuyến khích tham gia cuộc thi Vlog for Đà Nẵng bằng cách thực hiện các clip ngắn dưới 2 phút có nội dung chia sẻ những trải nghiệm về các địa danh, ẩm thực, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi trên địa bàn thành phố. Đây là cơ hội để các bạn trẻ thể hiện tinh thần học hỏi, ý tưởng sáng tạo, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng trong mắt du khách trong nước và quốc tế. Dự kiến lễ công bố trao giải cuộc thi diễn ra vào dịp chào mừng ngày giải phóng Đà Nẵng 29 tháng 3 năm tới với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Cuộc thi Vlog for Đà Nẵng là hoạt động tiếp nối chuỗi sự kiện quảng bá du lịch Đà Nẵng như chương trình kích cầu du lịch cuối năm và chiến dịch truyền thông du lịch Đà Nẵng nhớ bạn nhằm thu hút du khách trong nước trở lại thành phố biển miền Trung sau ảnh hưởng của dịch bệnh thiên tai vừa qua. Ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông Vận tải cho biết, từ ngày 12 đến ngày 31 tháng 12, đoàn tàu dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông sẽ vận hành thử trong vòng 20 ngày để tư vấn của Pháp đánh giá có đủ điều kiện an toàn đưa vào khai thác hay không. Cụ thể, từ ngày 12 tháng 12, các đoàn tàu sẽ được vận hành từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Lãnh đạo Ban quản lý dự án đường sắt cho biết, trước khi vận hành thử hệ thống 20 ngày, tổng thầu EBC sẽ chạy thử đoàn tàu 8 ngày để kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục chuyên biệt. Trong thời gian vận hành thử, đoàn tàu vận hành theo đúng biểu đồ, chạy tàu để tổng thầu tư vấn đánh giá, kiểm chứng mức độ an toàn, chính xác của hệ thống, diễn tập các tình huống ứng phó khẩn cấp, nghiệm thu bảo vệ môi trường, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Theo thiết kế tổng thể, đường sắt Cát Linh Hà Đông có tuyến chính dài hơn 13 km, 12 nhà ga và 13 đoàn tàu. Mỗi đoàn tàu có 4 toa, sức chở hơn 900 người, vận tốc thiết kế 80 km/h và có vận tốc khai thác thương mại trung bình 35 km/h. Sáng ngày 8 tháng 12, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ trên địa bàn các xã thuộc tuyến Bãi Dọc, thu giữ hơn gần 260 kg pháo nổ các loại. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quỳnh Lưu đã phát hiện đường dây buôn bán vận chuyển trái phép pháo nổ chuyên cung cấp trên địa bàn các xã, tuyến, Bãi Dọc. Công an huyện đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian tích cực điều tra, Ban chuyên án bắt giữ đối tượng Đào Thị Hương, thu giữ 155 kg pháo nổ. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, công an bắt giữ thêm 3 đối tượng khác cùng trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu. Tại nhà riêng của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ thêm 104 kg pháo nổ. Tổng số pháo thu được là 259 kg. Thưa quý vị, dân số Việt Nam đang có xu hướng ngày càng già hóa. Hiện nay cứ 6 người thì có 1 người từ 60 tuổi trở lên. Theo dự báo, đến năm 2035, số người cao tuổi trên 75 tuổi ở Việt Nam sẽ tăng gấp đôi, đạt 5 triệu người. Và đến năm 2050, Việt Nam sẽ có số người cao tuổi tương đương với các nước có dân số già nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là hiện nay số người già có lương hưu ở nước ta còn rất thấp. Nếu trong tương lai điều này không cải thiện, thì chất lượng sống của người già sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội. Thay vì ăn hưởng tuổi già, thì ở tuổi 83, ông bà Trần Thị Nhỡ vẫn hàng ngày đi hái chè về sau bán lấy tiền nuôi sống bản thân. Mấy tháng gần đây do thời tiết nên chè cằn cỗi, mất nhiều công sao mà giá bán lại rẻ. Những lúc như thế, hai cụ lại dựa vào số tiền nhà nước trợ cấp 270.000 đồng một người một tháng để đông gạo. Được đồng nào thì tiêu đồng ấy chứ chả có gì mà thu nhập. Tôi mà yếu thì không biết sau này thế nào. Con cái nó ở xa, đằng đứa ở gần thì nó cứ đi làm thế này. Quan niệm những đứa con là chỗ dựa khi về già đang dần thay đổi khi xã hội phát triển. Ở các vùng nông thôn, phần lớn thanh niên và trung niên đều thoát ly ra thành phố làm việc để lại người già và trẻ nhỏ. Thu nhập không có, cuộc sống của những người già ở lại chủ yếu phụ thuộc vào mảnh vườn, thửa ruộng, lúc nào bí quá thì mới sinh con. Có dám làm gì nữa mà tích lũy được. Cứ chăn gà ăn qué thì là thả ra đấy là được đồng nào thì là để lo cho các cháu học hành. Còn ông bà ăn thì giờ không ăn được mấy cho nên là chả tích lũy cái gì cả. Cái đối tượng từ 60 đến 80 thì chiếm tỷ lệ khá lớn, mà đặc biệt là các hộ đấy thì bây giờ đang rơi vào cái tình trạng rất khó khăn do là mất sức lao động cũng hay nữa là về thu nhập thì không có. Với những người trên 80 tuổi không có thu nhập, cuộc sống còn khó khăn hơn rất nhiều. Mức trợ cấp xã hội cho những đối tượng này hiện chỉ bằng khoảng 30% so với chuẩn nghèo thành thị và 40% chuẩn nghèo nông thôn. Số lượng người cao tuổi được chăm sóc trong các cơ sở
trợ giúp xã hội còn ít, cơ sở vật chất tại các nơi này cũng còn thiếu thốn, chưa được quan tâm đúng mức. Trước tình hình đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ nâng mức hỗ trợ cho người già trên 80 tuổi từ 270.000 đồng một tháng lên 540.000 đồng một tháng. Bộ Lao động Thương binh Xã hội chúng tôi đang thực hiện sửa đổi cái nghị định 36 về trợ giúp cho các cái đối tượng bảo trợ xã hội. Thì nhóm người cao tuổi, đặc biệt những người trên 80 tuổi là một trong những đối tượng được hưởng cái chính sách trợ giúp từ nghị định 36 này. Và theo cái quan điểm chúng tôi là nâng cái mức trợ cấp tối thiểu lên cho người cao tuổi trong cái thời gian tới. Tính đến năm 2017, cả nước có trên 11 triệu người cao tuổi, chiếm gần 12% dân số, trong đó có gần 2 triệu người từ 80 tuổi trở lên, khoảng 7,2 triệu người cao tuổi sống ở khu vực nông thôn. Người cao tuổi, người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo cao hơn bình quân chung cả nước. Do đó, việc nâng mức trợ cấp cho các đối tượng này là cần. Tiếp theo sau đây, mời quý vị cùng đến với những thông tin về thời tiết ngày hôm nay. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có lúc có mưa, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm từ 86 đến 96%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An nhiều mây, có lúc có mưa, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm từ 75 đến 93%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có lúc có mưa, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm từ 73 đến 93%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có lúc có mưa, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm từ 83 đến 95%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My nhiều mây, có lúc có mưa, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm từ 88 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm từ 88 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Rao nhiều mây, có lúc có mưa, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ, độ ẩm từ 88 đến 98%, gió nhẹ. Chương trình thông tin ngày mới đến đây đã kết thúc. Chương trình phát sóng lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qdt.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.